Từ điển sinh vật truyền thuyết. Đây là top 25 quái vật tiêu biểu của năm châu. Nếu bạn nào có hứng thú tìm hiểu thêm về quái vật, thì những kỳ sau, News sẽ đăng tiếp vì số lượng quái vật từ tất cả các truyền thuyết là rất nhiều và có xu hướng tăng thêm theo thời gian. Talos, một anh hùng bằng đồng khác của đảo Crete. Một số dị bản cho là anh ta là một con bò bằng đồng. Cái đảo này có vẻ khoái bò quá nhỉ. Nhiệm vụ của anh ta là giám sát và bảo vệ một người phụ nữ tên Europa. Tên châu Âu cũng xuất phát từ truyền thuyết này khỏi hải tặc. Minhun là một chủng người lùn của hòn đảo Hawaii. Tương truyền là họ có khả năng làm đồ thủ công rất đẹp. Hiện nay ta vẫn có thể thấy các bức tượng về tộc người lùn tại hòn đảo nghỉ mát nổi tiếng này. Tuy nhiên, chưa ai có thể chứng minh chủng người này có thật. Gribas. Nếu sư tử là vua của các loài động vật, thì đại bàng là vua của các loài chim. Gribas là sự kết hợp của hai vị vua đó. Gribas là một sinh vật có cái đầu và đôi cánh của đại bàng, thân và đuôi của sư tử. Chúng ta sẽ thấy hình ảnh của nó trong các nền văn minh cổ đại của Hy Lạp, Ai Cập và Ba Tư là biểu tượng chống lại cái ác và phù thủy. Taras. Taras là một sinh vật truyền thuyết của đạo Cơ Đốc, được mô tả là một con rồng với hình dạng kỳ lạ và phức tạp. Taras có cái đầu của một con sư tử, sáu chân ngắn như chân gấu, một cơ thể như con bò và có lớp vỏ của một con rùa và một cái đuôi của bọ cạp. Tỷ hưu, một sinh vật quen thuộc với người dân Việt Nam đến từ Trung Quốc. Tỷ hưu được miêu tả là một sinh vật có cơ thể của sư tử và cái đầu của một con rồng. Tỷ hưu là sinh vật bảo hộ cho những người thực hành phong thủy, bảo vệ sự giàu có cho người sử dụng. Sukuyant là một ma cà rồng trong truyền thuyết châu Phi. Sukuyant có hình dáng của một cô gái trẻ tuổi quyến rũ chết người. Khi còn đang say sưa với vẻ đẹp của cô nàng, thì nạn nhân đã bị cô ta hút máu tới chết. Lamassu, nhân sư. Theo thần thoại Mesopotamia, nền văn minh lưỡng hà, Lamassu có cái đầu của một người đàn ông, cơ thể của sư tử và cánh của đại bàng. Chắc cũng có họ hàng gì với bác nhân sư của Ai Cập. Medusa. Trong thần thoại Hy Lạp, Medusa là một con quỷ trong ba chị em quỷ có tên chung là Gorgons, gồm Estheno, Irio và Medusa. Trong số ba chị em lũ quỷ này, thì Medusa là con quỷ hung dữ nhất và cũng là con quỷ trẻ nhất có thể đánh chết được, còn hai con quỷ kia thì bất tử. Chúng là con gái của Phorcys, cháu của Pontos và Keto, chắt của Ekanos. Theo truyền thuyết La Mã, trước kia Medusa đã từng là một người phụ nữ xinh đẹp, có mái tóc bồng bềnh, cực kỳ quyến rũ. Vì thế Medusa đã tự mãn cho rằng mình còn đẹp hơn nữ thần Athena. Sắc đẹp của Medusa đã thu hút Poseidon. Khi Poseidon theo đuổi, Medusa chạy đến đền thờ Athena và nghĩ rằng nữ thần sẽ bảo vệ cô, nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Poseidon đã hãm hiếp Medusa trong đền thờ của nữ thần. Các phiên bản khác cho là Medusa tự nguyện. Poseidon và Medusa đã đến thờ Athena để ân ái, khiến Athena tức giận. Cô ta cầu xin Athena, nhưng nữ thần chẳng làm gì cả. Và để chắc chắn không có chuyện như vậy nữa, Athena biến nàng thành nữ quỷ với một cái nhìn có thể biến tất cả các sinh vật sống thành đá. Athena biến mái tóc tuyệt đẹp của Medusa thành rắn, tay của Medusa làm bằng đồng, móng sắc hơn dao. Có dị bản cho rằng nhan sắc của Medusa không hề thay đổi, chỉ có tóc biến thành rắn và ánh mắt biến người thành đá. Xét trên phương diện khuôn mặt thì Medusa vẫn là người khá xinh đẹp. Medusa trở thành nữ quỷ khủng khiếp nhất, chẳng ai dám đến gần Medusa, nhưng Medusa không bao giờ làm hại phụ nữ. Drow là một sinh vật truyền thuyết của thần thoại Bắc Âu. Drow được mô tả là một dạng zombie có mùi hôi thối, thường ăn thịt, uống máu người và có sở thích chơi trò cân não, khiến cho người bị hại phát điên.
Nhiều truyền thuyết cho rằng chúng là một sinh vật thường xâm nhập vào giấc mơ người khác và tiên báo tương lai cho họ. Hai nhân vật nổi tiếng trong các phim kinh dị là Jason Voorhees và Freddy Krueger được xây dựng từ sinh vật này. News, kênh thông tin giải trí chọn lọc. Hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ bản tin hấp dẫn nào.